Kính thưa quý vị, trên sân khấu hiện tại còn một nhân vật chưa được xuất hiện. Đó là ai ạ? Vâng ạ, một cô gái rất trẻ trung và cũng rất nổi bật trên dàn nghệ sĩ đây ạ. Bạn trẻ đến từ giáo họ Hán Trạng và ngày hôm nay trở về với live show Có Chúa Song Hành. Bạn trẻ cũng muốn được gửi gắm những thông điệp ý nghĩa, gửi tặng tới bà con giáo dân những bản thánh ca tuyệt vời nhất. Và ngay bây giờ, chúng ta cùng chào đón nhạc phẩm Ca Vang Tình Chúa, một sáng tác của nhạc sĩ Đinh Minh Hoàng qua phần thể hiện của bạn trẻ đến từ giáo họ Hán Trạng. Xin mời. Thank you.
Vỗ tay rất nhiệt tình ạ, gửi tặng dành cho bạn trẻ đến từ do Hán Trạng. Bạn có thể chia sẻ cho mọi người được biết về đôi chút thông tin về bản thân bạn được không ạ? Vì có lẽ nhiều khán giả ở đây cũng chưa biết bạn là ai. Kính thưa cha, thưa quý thầy và quý dì và các anh chị, em tên là Thảo Thị Dữ, em đến từ giáo họ Triền Ân ạ. Và năm nay thì em vừa mới tốt nghiệp. Và là tốt nghiệp cấp 2 hay là tốt nghiệp cấp 3 nhỉ? Tốt nghiệp cấp 3 ạ. À, tức là năm nay bạn vào đại học đúng không ạ? Vâng. Thế thì bạn chọn được trường cho mình chưa? Em chọn được rồi ạ. Chọn được rồi, thế thì khi nào bạn nhập học nhỉ? Cái này thì chưa thấy thầy cô thông báo nên là chưa rõ lắm. Thế à, thế thì trước tiên thì cộng đoàn chúng ta cùng nổ một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng ạ. Ngày hôm nay khi mà tham dự chương trình live show Thánh Cao Acoustic với chủ đề có Chúa song hành thì em cảm thấy như thế nào? Thưa các anh chị, là hôm nay được gặp gỡ các anh chị ở đây á, thì em cảm thấy là rất ngưỡng mộ các anh chị. Và qua được nói chuyện với các anh chị thì em càng có động lực để tiếp tục học ạ. Vâng ạ, một tràng vỗ tay thật lớn nữa dành cho cô gái của chúng ta.